quý vị và các bạn, nhằm lưu giữ, bảo tồn, phục dựng, tái hiện các nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, huyện Nậm Pồ đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh tổ chức phục dựng, bảo tồn lễ hội Gầu Tàu của dân tộc Mông tại bản Nà Bùng 3, xã Nà Bùng. Lễ hội Gầu Tàu là lễ hội có quy mô cộng đồng lớn, gắn với đời sống tâm linh, tinh thần của đồng bào dân tộc Mông. Lễ hội được tổ chức nhằm tạ ơn trời đất, thần núi, thần sông đã ban cho mưa thuận, gió hòa để mùa màng nhà nhà bội thu, chăn nuôi gia súc đầy chuồng và ban cho con cái để nối dõi gia đình dòng họ. Lễ hội Gầu Tàu thường được tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán đầu xuân hàng năm, là nơi vui chơi sau một năm làm ăn vất vả. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, khoảng 30 năm nay, lễ hội Gầu Tàu tại xã Nà Bùng không được tổ chức và duy trì. Xuất phát từ những cái ý nghĩa như thế thì phòng cũng nhận thấy là cần phải phục dựng để bảo tồn. Người ta bị ủy ban huyện thì tổ chức phục dựng nhằm và bảo tồn cái văn hóa dân tộc theo cái tinh thần nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, rồi cũng như là kế hoạch của ủy ban tỉnh, rồi là nghị quyết của huyện và kế hoạch của huyện. Thì thứ nhất là để nhằm bảo tồn văn hóa dân tộc, thứ hai là cũng để tạo một cái sân chơi cho bà con, cũng là để góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thì cái mong muốn của đơn vị thì cũng làm sao mà sẽ cố gắng duy trì cái lễ hội này, và cũng mong muốn lớn hơn đấy là sau này có thể sẽ đề nghị chỗ sở nghiên cứu để lập hồ sơ, mà mong muốn là sẽ có thể được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp cái chứng nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Lễ hội Gầu Tàu được phục dựng do các thầy cúng, nghệ nhân người địa phương trực tiếp thực hiện. Lễ hội gồm các phần chính như chuẩn bị phần lễ, chọn và trồng cây nêu, thực hiện các nghi lễ cúng chính. Phần hội là một hình thức sinh hoạt văn hóa đặc sắc với đủ loại hình nghệ thuật dân gian, từ trò chơi đến ca hát, nhảy múa. Kết thúc là lễ hạ cây nêu. Cái lễ Gầu Tàu của người Mông ấy thì nó có từ xưa. Xưa cũng chả biết là từ sinh ra mà là có người Mông thì đã có cái lễ Gầu Tàu này. Cái lễ Gầu Tàu này nó là một cái truyền thống để tổ chức cho bà con là cứ hàng năm, mỗi một năm mà có một lần sau khi ăn Tết xong, mà bắt đầu từ mùng 2 cho đến mùng 10 thì là có cái tổ chức để cho bà con để lấy cái bản sắc dân tộc ấy, thì đến đây là chủ là ta đến để giao lưu học hỏi. Và một năm cũ thì qua năm mới đến thì anh em đến để gặp mặt, để làm nào để tổ chức ra cái lễ hội cái Gầu Tàu này là năm nào cũng duy trì. Việc phục dựng lễ hội Gầu Tàu tại xã Nà Bùng nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho nhân dân, tạo không khí thi đua lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội.